Chương 13. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Vả, huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì bị đốt đi bên ngoài trại quân. Ấy vì đó mà chính Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho nhân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, chẳng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi hết, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chân chiên lớn là Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta, sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Hỡi anh em, hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Timôthê đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Hãy chào thăm mọi người, dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy.